ý kiến chi? Tóc này mày nay thấy đẹp hả mình? Tóc mày nay thấy đẹp rồi đó. Thì đó em mới nói nhắn thôi. Vậy đi nha. Ừ, rồi, ừ. Bà ấy mua hai len hả? Có ai uống hai len không? Tao uống đi nha. Đi phở mua nè. Rồi, bà đi uống nói đi. Mua một combo nè, một trà xanh vàng, một trà xanh nè. Chụp ra một bánh không? Ngọt được, không được, mình phải đưa phí cho nó. 107, còn 85 ngàn thôi, để cho anh đi, mua xe đi uống. Ta một trà xanh nha. Nó ta không lãnh luôn. Rồi. Đòi người gấp. Bây giờ người ta vô phỏng vấn. Thì biết ông nói gì không? Chiều hả? Tới giờ ăn cơm rồi. Rồi lên nhân sự đi, không phỏng vấn nữa. Vậy thôi, mất khỏi tuyển người. Mệt quá. Ăn cơm chứ, còn phỏng vấn cho người ta chứ. Thì thôi kêu nó về phải không? Ừ, tao cứ để vào mỗi vậy để chiều nó qua nó à này thấy nói chuyện thấy khó chịu đó. Một trà xanh, một trà xanh vàng. Người đang nghe điện thoại hả? Cô uống không chị? Cô uống không? Không uống hả? Con kia thôi em đi làm biết rồi. Con Miu nha, không uống nè. Mẹ nó đi vào ghe nè.
Cơm mình ăn đây.